À, tiếp tục hành trình trong những ngày lễ nghỉ. Hôm nay dẫn mọi người đến cánh đồng hoa, xong rồi đến Phong Phú Garden. Cũng sát bên luôn, khoảng 100m là tới. À, dịp lễ nghỉ mà không đi chơi, không cho các con đi chơi thì thật là uổng phí phải không mọi người? Mọi người ghé Phong Phú Garden luôn nhé. Nơi có bầy chim câu rất là đáng yêu. Rồi có hươu sao, đà điểu, chim, cá cảnh tuyệt vời luôn. Đây. Tại Phong Phú Garden. Đúng rồi, chim bồ câu nè. À, khu vườn sinh thái Phong Phú Garden, ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, Tân Phú, Đồng Nai. À, giá vé cũng 30.000, rất là rẻ cho các cháu dưới 1m2 thì miễn phí. Để cho mình đi dưới đó đi. Rồi, vui chơi thôi. Ê, để con đi dưới đó. À, đây có chim bồ câu nè, thú vị, rất là thú vị nè. À, bồ câu mến khách chưa? Con tới đi, con tới đi. À, đến đây để dã ngoạn du lịch trong những ngày đây thì tuyệt vời. Tới mấy cô xin. À. À, đây ghé Phong Phú Garden đây. À, chim ăn nè, chim ăn rất là thú vị chưa. Ngày lễ nghỉ mời mọi người ghé Phong Phú Garden và kế bên là cánh đồng hoa luôn, tuyệt vời, trải nghiệm tuyệt vời luôn. Nơi đây còn có khu vui chơi dành cho các em nữa nè, đu quay nè, rồi xe lửa. Tí nữa chúng ta sẽ được đi ngắm cảnh chim nữa nè. Phong Phú Garden xin kính chào quý vị nha. Đã có nhiều lần quay clip giới thiệu về Phong Phú Garden. Nếu quý ông bà anh chị em thích thì chúng ta có thể xem lại những video đó của con. À, những chú chim rất là thân thiện. Chỉ cần bỏ lúa trên tay là nó sẽ đậu lên trên đầu mình. À, là rất thú vị phải không ạ? Hai tay ra. Con giơ hai tay ra. Đứa nào cũng sợ. Giơ hai tay ra. À, trải nghiệm thú vị. Đến thói Phong Phú Garden trải nghiệm thú vị. Bầy chim rất là thân thiện. Ở đây có rất là nhiều các loại giống chim này. À, chim tuyệt vời luôn. Ở đây có cả chăn nữa nè. À, con chăn to chưa. Wow. À, giống chim này, chim chỉ đỏ này. Đấy, có con rồng Nam Mỹ này. Rồng Nam Mỹ. À, rồng Nam Mỹ xanh nè. Có thỏ con nữa nè. Thỏ. Đã chưa? Thỏ con này. Rất là nhiều các loại giống chim. Chim chỉ vàng, chim chỉ đỏ nè. Ở đây có gà nè, gà vảy, cá nè, vàng đồng nè. Gà. Thì lạ chưa? Gà cóc. Gà. Thú vị chưa? Mời mọi người ghé Phong Phú Garden để xem chim hươu sao, cá cảnh nhá. Ở đây có gà khổng lồ nè. Đen trắng gà khổng lồ. Rồi, đã chưa? Mấy con gà khổng lồ luôn. Ba. Ơi. Ồ. Công nè. Con công nè. Ô, con công đang xòe cánh kìa. Đẹp chưa? Rồi, thấy rồi, đây cũng có nè, đó. Nè, đang xòe đó nè. Đang quay lại kìa.
cóc. Wow, đẹp chưa? Đây có nhím nè. 2 4 4 con nhím luôn. Wow, nhím. Nhím đã chưa? Ở đây nhiều loại chim này, công, nhím, hưu, sao luôn này. Quá tuyệt vời. Nơi đây thì có các hàng dừa rất là xanh bóng mát mọi người. À, tuyệt vời chưa? Vừa đến đây ngắm cảnh chim. Hai con gà trống. Cốc 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 đa điểu nữa nè, hưu nè, chim công đang kêu nè, công kêu, con khổng tước nè, đẹp chưa, xe, còn mấy con nữa kìa, còn mấy con nữa kìa, wow. Con sen á, gọi là con sen. Con sen kia. Cừu nè. Mấy con hưu đang ở bên trong á, không có ra. Bè. Bè. Không có dê đây. Bè. Đó, nó trả lời kìa. Bè. Đó. Bè. Ở đây có đà điểu nữa nè. Ô, đà điểu dễ thương chưa? Đẹp quá. Đà điểu nè. Đà điểu. Vịt. Đây là bầy vịt dễ thương kìa.